Đây là đàn con của Gato này. Yagato là đàn con được nhập của bên trại chó Lucky. Đây là mình đang tiến hành một trong số những cái bước là phơi nắng ha. Phơi nắng sau khi mà mình cho các bé uống canxi. Uống canxi xong rồi thì chúng ta phơi nắng. Lúc đó thì canxi nó sẽ hấp thu tốt nhất. Phơi nắng sáng lúc khoảng tầm 7 tới 8 giờ. Như vậy là rất là tốt. Thì như vậy sẽ giúp cho các bé cứng cáp hơn, xương cứng hơn. Giúp cho cái canxi nó hấp thu để cho cái khung xương nó phát triển tốt. Đó là một trong những cái mà điều rất là cần thiết khi các bạn nuôi chó con. Canxi dành cho chó con á, thì mình nên sử dụng các cái loại canxi thủy phân. Cứ canxi thủy phân là được, loại nào cũng được hết. Nắng quá rồi leo lên. Ok. Rồi mình chia sẻ như vậy đối với các bạn. Thì đó là một trong những cái điều rất là cần thiết khi nuôi chó con nha các bạn nha. Nên sử dụng canxi trước khi ăn và phơi nắng để cho canxi hấp thu. Nếu mà mình không có phơi nắng thì canxi nó sẽ đào thải ra. Và nó không hấp thu vô thì mình cho uống canxi cũng không tốt. Rồi thứ hai nữa là uống canxi phơi nắng thì giúp cho xương nó chắc khỏe, khung xương phát triển tốt. Ok, bye bye mọi người.